Elon Musk break tính năng chống đạn của Tesla Cybertruck, đảm bảo bao uy tín. Mới đây, vị CEO vô cùng nổi tiếng của hãng xe điện lớn nhất thế giới đã khẳng định khả năng chống đạn vô đối của mẫu bán tải Cybertruck mới của hãng. Cụ thể, khi chỉ còn 5 tuần trước khi bàn giao những chiếc Cybertruck đầu tiên, Tesla ngay sau đó đã đem hai mẫu thử nghiệm đến bán đảo Baja để test tính năng chống đạn. Mọi chuyện lại càng đáng chú ý hơn khi một thành viên của câu lạc bộ Tesla Owner tại thung lũng Silicon tình cờ phát hiện một nguyên mẫu Cybertruck bị thủng lỗ chỗ bởi vết đạn bắn. Mạng xã hội nhanh chóng gây xôn xao và Elon Musk đã xác nhận rằng đây là nguyên mẫu mà hãng đã sử dụng để thử nghiệm chống đạn. Hơn nữa, trên mạng xã hội X, Musk cũng đã tiết lộ rằng Tesla đã sử dụng một khẩu tiểu liên Thompson, vốn chuyên sử dụng loại đạn cỡ nòng 45 để nã liên tục vào thân xe. Subscribe kênh để không bỏ lỡ những video thú vị về xe nhé!